Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý các bạn. Đấy thì đầu video Emosai gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi video. Đấy, chúc quý vị các bạn là một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thì đợt này làng cây cảnh Việt Nam diễn ra rất nhiều cái triển lãm cây cảnh các bạn nhé. Đợt vừa rồi đây cũng có rất nhiều cái ý kiến trái chiều trong làng cây cảnh, đặc biệt là hai cái tác phẩm của bác Cường họa sĩ các bác nhé. Thực ra mà nói thì hai cái tác phẩm đấy của bác Cường họa sĩ thì mình không dám đánh giá và chia sẻ, bởi vì bây giờ là giá cao bác biết ấy, thì trong cây cảnh thì nó không có một cái giá trị nào cả. Nói chung là bác ấy đăng một cái giá công khai như vậy cũng là tốt thôi. Thế nhưng mà có rất nhiều anh em gọi là phản pháo các anh em. Mình cũng xem cái bài viết đấy rồi và cũng đọc rất nhiều comment ở bài viết đấy rồi. Đọc rất nhiều cái comment nó rất là chi là buồn cười các anh em. Thực ra bây giờ cây của họ thì họ đăng, cái giá mua và giá bán thì chỉ có người mua và người bán biết thôi. Đó. Phải nói bằng thật là chỉ có người mua và người bán biết thôi. Mình nói thật thì cây cảnh nó là như vậy. Vì bây giờ 10 người mua và 10 người bán thì đa số là 9 người rưỡi nói không nói giá trị thực. Kể cả là cây của các bác đi mua cũng thế thôi. Các bác mua có khi các bác mua 10 triệu, các bác bảo mua 12 triệu. Đấy. Cái đấy nó là thực tế đấy, em sai dám chia sẻ thực. Trước mình cũng nghĩ anh em nói thật, mình cũng nói thật, thì sau hỏi ra biết này. Nói chung là anh em báo lên có nghĩa là báo cái giá trị nó không quá các bác nhé. Đấy. Thế nhưng mà thực ra là cũng có những nhiều người nói thì rất là đúng luôn nhé. Cái hai tác phẩm của bác Cường họa sĩ nhiều bác cũng chia sẻ rất là đúng. Thì mình chưa nói tiền, thế nhưng có những cái bình luận nó mang cái tính gọi là là phải nói là cái bình luận nó không thể chấp nhận được. ví dụ như một bác bình luận là hai cái cây đấy của bác Cường họa sĩ nó chỉ 30 triệu một cây. Thực ra là ví dụ để mà nói bằng thực, ừ thì cây đấy có thể là 5 tỷ thì nó không đến, thế nhưng mà bạn bình luận cái câu như thế nó không hay. 30 triệu thì trên bài của bác vẫn còn đấy, vẫn anh em vẫn chia sẻ thì mình cũng nói nếu mà 30 triệu thì thật các bác là không đủ cái tiền cẩu với nhấc, với kỳ đá, với tiền mua phôi, với tiền chậu. Nhiều bác là người ta đăng cao cũng được, nhưng mà nhiều bác nói cái câu nó mất quan điểm. Ừ thì bảo không 5 tỷ thì 2 tỷ, 1 tỷ cũng được, nhưng mà nói câu là 30 triệu. Thì cây thì nó có những cây, nhưng mà phải có những cái cây mà yêu bonsai sai thấy là nhiều chủ cây đọc cái giá mình cũng thấy là mình giật mình ngã ngửa. Rất nhiều tác phẩm, nói chung là trong làng cây thì mình cũng biết nhiều cái các bác làm những cái bài nó làm nhặt, là những cái bài làm bài để bán cho anh em, thế là nhiều lúc vỡ ra là mất tiếng. Đó là những người có uy tín thì cứ phải bán những cái đồ uy tín đi đã, chất lượng uy tín đi. Đấy. Rồi cái đấy thì sẽ để một cái video gần nhất thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ nói sâu hơn một chút. Đấy, video này thì một sai chia sẻ các bác là cái tác phẩm xịt trực này. Thì cái tác phẩm này thì yêu một sai chia sẻ khá nhiều rồi. Nếu nói cái tác phẩm này thì nó đẹp, nó chẳng phải đẹp. Nhưng đối với mình nó là đẹp. À, thì hầu như cái tác phẩm này ngày nào cũng có anh em hỏi giá giao lưu. Mình thì là mình người kinh doanh, người thương mại, lại người làm truyền thông, và mình cũng rất là yêu cây. Đấy. Trước là cũng bị bán cái tác phẩm này mấy lần rồi, nó chưa hoàn thiện hẳn quá nhé, đang vào hoàn thiện. Đấy, thì rất nhiều anh em cũng có hỏi, có muốn chia sẻ, là muốn sở hữu ấy. Ra là anh em mua cây thì có những anh em hỏi giá và có những anh em gọi điện đến thì
mình cũng trả lời rất là nhiệt tình. Có mua bán hay không mình không quan trọng, còn anh em mà xác định mà ở gần một vài chục cây số mà thậm chí mua, mà mua anh em chốt qua video cũng được, mình đảm bảo cho anh em là ví dụ cái cây này trong video nó y đúc như này, để nó có cái sẹo này, nó xong như thế này đấy, trong cái chậu kích thước như nào đến nơi nó y đúc như thế. Đa số anh em mua cây của mình cũng có rất nhiều các bác gửi ở đây giúp mình làm giúp, hoặc là mua gửi hết sạch tiền rồi, kể cả mua gửi hết sạch tiền rồi mà gửi đến mà không không như cái ý mình nói nhé, nếu mà không như cái của mình nói thì mình đảm bảo với các bác là mình dám nhận lại cây, mình trả giả hết tiền cho anh em đấy. Chứ không phải là mình bảo cây của mình cao 40 mà đến cây của mình cao 60 mà đến lúc các bác nhận cây nó chỉ có 40 đấy, bẹ của nó được 100 mà các bác nhận nó có 70 đấy. Mà các bác giả hết tiền rồi các bác phải cầm cây không có đâu. Em dám đảm bảo là em sẽ bán hàng cái uy tín của em đặt lên hàng đầu các bác nhé, đắt hay rẻ em chưa nói đến, em chỉ dám khẳng định là em dám khẳng định là cây của em nó có như nào em chia sẻ các bác như thế. Đấy, thì cái tác phẩm này thì chắc chỉ khoảng tầm hơn năm nữa là hoàn thiện thôi. Vì lúc trước em mua sai các bác xem từ cái lúc mà mình mang về. Hiện tại cái tác phẩm này nó đang bị nghiêng ở bên này các bác nhé, đấy, nghiêng bên này một chút, nghiêng. Vừa rồi mình trồng kiểu gì mà thế nào vẫn bị lệch. Đây là một cái tác phẩm này. Thứ nhất là giới thiệu về cái chất liệu si, thì cái chất liệu si này hầu như nó là chất liệu gần như đẹp nhất trong các loại si. Cái dòng da sáng mà đây là cây nguyên bản các bác nhé, da sáng cây nguyên bản, cái này nó cứ ra đâu là nó lu đấy luôn, mình không hiểu vì cái dòng này ra này các bác. Để tí nữa mình chia sẻ xong một chút cái tổng thể sau là mình sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đấy. Nói chung là nó cứ ra đâu nó lu đấy các bác, nó chất cực sáng, nó già, nó lu, nó chùn chuẩn cực phê luôn. Cái đợt này, cái đợt những cái tay bông này như này, đợt này nuôi ra khoảng đầu Tết qua Tết mà nó thấy tương đối hợp lý thì mình sẽ giật các bác nhé. Đợt này mà giật là giật đến đây rồi, xong bắt đầu là mình sẽ vào bông rồi, những cái phần này nó bắt đầu vào bông rồi, những phần này bắt đầu đi vào bông rồi. Thì giờ em sai sẽ chia sẻ chi tiết các bác xem nhé, quay gần một chút nữa. Đây các bác nhé, cái nó hơi bị hành nắng một chút. Đấy, quay gần một chút cho bác xem. Cái chất si cực sáng mà già. Một cây bê tay nhìn rất là phê. Đây Imosai xoay gần cho bác xem cái chất này. Đây các bác nhìn cái đẩy này. Nó ra nó chùn nó già như đấy. Nó rụt rỉ, nó nhũn nhĩ nhìn phê lắm. Nói chung là mình rất là thích cái tác phẩm này, vì cái tác phẩm này ở ngoài thị trường các bác nhìn cũng không có nhiều những cút si xịn như này, kể cả xanh xanh hoặc si. Đấy, sau thì mình sẽ để một cái tay này này các bác này. Cái tay này mình chỗ này mình sẽ bỏ tay này đi các bác nhé. Đây, cái khẩu này mình đang nuôi cái rễ to này. Đấy. Yamasai sẽ để nó vào chỗ này, để vào đúng chỗ này là cái cây xịn của nó, để luôn vào đây luôn. Đây mình chưa vét lại cái này, cái bệ bên dưới đây các bác này. Đấy, yêu một sai ghim hết bệ này xuống đây nha. Đây cái phần rễ này mình ghim hết bệ, mình nắp rêu thôi chứ nó đang nghiêng bên này, sau đó mình đến cuối năm sau mình bửa về bên này là cái rễ nổi lên năm nữa thôi là nó có bệ như này. Đây các bác xem cái chất này, chơi si là cứ phải chất đẹp đã, chất kém nuôi nó càng nuôi nó càng chán luôn đấy. Đấy là những cái tay đòn tay bay này, mình giật đây khoảng 7 cái này, 1 này, đây 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Cái này nó ra giật cái này nữa là 7 này. Đấy, có một đoạn ngắn thôi nhé. Giật đến 7 cái. Đấy, một cái tác phẩm si mà mình rất là tâm huyết chia sẻ với anh em. Nói chung là anh em đi chợ thì tỉa đi này nó rất là hại cây nhé. Đấy. Nó đang lên tốt mà tỉa đi rất là hại cây. Cái này hôm anh em triển lãm, không phải là triển lãm mà sinh hoạt cà phê ở Gia Bình ấy, thì em sai tỉa lá đi. Đấy, nó đang lên tốt rất là khỏe, tỉa rất là hại cây, lần sau anh em rút kinh nghiệm. Mình tỉa mấy lần rồi nhưng mà
anh em mà tỉa thấy là nguy hiểm lắm. Đấy, vừa rồi Emosai chia sẻ các bác là cái tác phẩm xì này, các bác yêu thì cứ liên hệ trực tiếp cho Emosai nhé. Xin cảm ơn tất cả quý các bạn đã theo dõi video.